Ma sam bho thi ngapi sam bho thua pa chan ya sing ya nan japana me tha sanang utapa thi aku pa me rimo thi ayaman di ma sa ti na ti ta ni pu na pa vo ti tam vo japa khawa atamana pancha va kiya phe ko pa khawa to pa si tang api nan tung di ma samin japana vaya karana samin panya mani aya samato kontan ya savira chang vi tamalang dhamma chakun utapa di yang kin di samutaya tamang sapan tang nirota tamang di pawati te japakawata dhamma Chake Puma Dewa Satamano Sabe Sumpe Tam Bhagavata Paranasi Yang Isipatane Mikata Ye Anuatarang Nama Chakam Bhavati Tam Apativati Yang Samanena Va Brahmanena Va Devena Va Marena Va Munawa kena jiwa loka saminde Umanang Ewanang satan sutta waca tuhara jika dewa satamano sawe sungka tuhara jika nang Ting sa dewa sa tamano sa ve sung ta va ting sa nam dewa nam sa kan sutta va ya ma dewa sa tamano sa ve sung ya ma nam dewa nam sa kan sutta va tu sita dewa sa Mano sa ve sung tu sita nam dewa nam sa kang sutta va nimma narati dewa sa tamano sa ve sung nimma narati nam dewa nam sa kang sutta va paranimita va sa va ti dewa sa tamano sa ve sum paranimita va sa va ti nam dewa nam sa kang sutta va brahmakayika dewa sa tamano sa ve sum ketam bhagavata paranasi yang isipatane mikatha ye anuttaram dhamma cakkam bhavati tam apativati yang samanena va brahmanena va devena va marena va brahmuna va kena jiva loka samine Itihatena kanena tena muhutena yava brahma loka sato apukha chi ayanjata sasahasi loka tatu sankampi sampakampi sampavedi apamano cha olaro opaso loke paturaho siyati kamme wa devanam devanubhavam athako bhagava uthanam uthane siyanya siwatapho kondhanyo anya siwatapho kondhanyo diiti kam aya samato kondhanya sa anya kondhanyo tave vanamam
Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên mạng internet qua podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng. New York 9 đến 11 giờ sáng. Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Còn nước Tây Ban Nha, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật, ngày 19 tháng 9 năm 2021, Phật lịch 2565, môn học Thắng Pháp Abhidhamma, bài 22, diễn trình Độ Ngũ Môn, do Thượng Tọa Thầy Siêu biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp tịnh lễ tam bảo. Giờ đây chúng con chưa thấy Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Minh Đạo Tràng ạ. Dạ vâng, con thân thiện vì hoàng hỷ đọc kinh lễ tam bảo Nam Mô Bụt Thầy. Đức công đảnh lễ Đức Như Lai Phật ứng cúng chánh biên tri Minh Hạnh Túc thiền thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Đà Thế Tôn. Đức công đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thì thực hiện thì vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệp hiệu năng hướng thượng trí giả thương chứng. Đức công đảnh lễ chư tăng thánh đệ tử Thế Tôn là bậc diệu hạnh cực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị, các ngài xứng đáng thờ lẫn tặng phẩm, lễ phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng ở đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ, sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sợ đi. Biết cho với niềm tin, biết khổ trì, dễ hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được cắt tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Giờ sa thu lên thay, chúng con thành kính lên lại ở tri ân, thần thoại giáo đảng. Giờ đây chúng con một lần nữa cùng thành thần thoại giáo đảng, từ bi dự nhập, pháp thoại hôm nay, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Bụt Thầy Giá, kính đại lễ chư Thầy Sư, đại lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào chi tiết của diễn trình tâm thức. Và bài học hôm nay là học về diễn trình tâm qua ngũ môn. Một điều rất là thú vị khi mà chúng ta học Thắng Pháp Abhidhamma, đó là trong cái thế giới mà gọi là nhận thức ấy, thì có những cảnh thực chúng ta gọi là cảnh chân đế, và có những cái cảnh mang tính cách thi thiết. Thì đặc biệt là những gì mà được nhận biết trực tiếp bằng con mắt, bằng lỗ tai, bằng mũi, bằng lưỡi, bằng thân, thì thưa quý vị, chẳng những cho chúng ta biết về thế giới ở bên ngoài, thế giới chung quanh, mà qua đó là những cảnh thật. Và khi dùng tâm thức đón nhận những cảnh này, thì nó qua một cái trình tự tương đối rất là đặc biệt, mà chúng ta gọi là diễn trình tâm luận ngũ môn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Thầy Siêu đi vào của diễn trình tâm này. Và chúng tôi cũng đặc biệt
lưu ý quý Phật tử là bài học này là bài khởi điểm đầu tiên khi mà chúng ta học về những trình tâm thức. Nó không phải là quá quan trọng, nhưng mà nếu lộ ngũ môn mà chúng ta nắm vững, nắm rõ và chúng ta nhớ đó, thì qua những cái diễn trình tâm khác đó, thì quý vị sẽ thấy rằng gọn hơn, dễ hiểu hơn. Thật ra đây là bài học đầu tiên, cũng là bài học rất là quan trọng để chúng ta nắm phần căn bản. Thì chịu khó lắng nghe, và chúng ta mong rằng bài học này sẽ mang lại nhiều lợi lạc cho quý Phật tử. Bây giờ xin quý Phật tử Quang Hỷ đọc cho bài học, sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thư Tổ Tổ Sư giảng giải bài học ngày hôm nay. Lạy Sư Tổ Lâm Thiền, chúng con thành kính tri ân Đường Tòa Giáo Đạo. Bài học hôm nay, bài 22, diễn trình lộ ngũ môn. Năm lộ là lộ nhãn môn, lộ nhị môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn, gọi chung là lộ ngũ môn, có diễn trình giống nhau nên trình bày một lượt. Lộ ngũ môn chỉ xảy ra ở thời Bình Nhật. Pavatikala, vào thời Cận Tử. Maratna, Sanakala, lộ ngũ môn Bình Nhật. Panchadwa, Kapavativiti, một, lộ ngũ môn Bình Nhật. Cảnh rất lớn, cho mất cảnh một hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một hữu phần vượt qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ngũ môn, một ngũ thức, một tiếp thâu, một quan sát, một xác định, bảy động lực, mất hai mất cảnh, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, đồ ngũ môn này có bảy trạng: sở tâm, tính tường, tâm khách quan, sanh khởi, khai ngũ môn. Có 14 chập là sát na khai ngũ môn, sát na nhận thức hoặc nhị thức, vân vân. Sát na tiếp thâu, sát na quan sát, sát na xác định, 7 sát na động lực, 2 sát na móc cảnh. Có 7 thứ tâm là thực tế, tâm đang sanh theo bảy sở. Nói rộng thì lộ này có 54 tâm dục giới. Vì sở ngũ là một trong 10 thức, sở tiếp thâu là một trong 2 tâm tiếp thâu, sở quan sát là một trong 3 tâm quan sát, sở động là một trong 29 tâm động lực giới. Sở mất cảnh là một trong 11 tâm dục ý thức giới quả. 2. Lộ ngũ môn Bình Nhật, cảnh rất lớn, chót động lực, một hữu phần vừa qua. Diễn trình như sau: một hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ngũ môn, một ngũ thức, một tiếp thâu, một quan sát, một xác định, 7 động lực, tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét, lộ ngũ môn này có 6 chặng: sở tâm khách quan có 12 chập, sát na tâm khách quan có 6 thứ tâm thực tế, tổng quát thì có 46 tâm dục giới, không có 8 đại quả. 3. Lộ ngũ môn Bình Nhật, cảnh rất lớn, chất động lực, một hữu phần vừa qua, kết thúc động lực, có xen hữu phần khách. Agantu, Kap Pháp Văn Gạ, diễn trình như sau: một hữu phần vừa qua, một hữu phần rung động, một hữu phần dứt dòng, một khai ngũ môn, một ngũ thức, một tiếp thâu, một quan sát, một xác định, 7 động lực, một hữu phần khác,
tái diễn của phần tiềm thức. Giải thích. Đối với người ở cõi dục giới, có tâm hữu phần thọ hỷ, do tục sinh bằng tâm thọ hỷ, gặp cảnh rất lớn và rất tốt, nhưng sanh động lực thọ ưu, vì sau khi kết thúc động lực thọ ưu, sẽ có một tâm hữu phần xa lạ, thọ xả, sanh khởi một chập để dung hòa giữa hoạt thức thọ ưu với tiềm thức thọ hỷ. Tâm hữu phần xa lạ ấy gọi là hữu phần khách. Agantukha Savanga nhận xét, là ngụ môn hữu phần khách này có 6 chặng tâm lộ, có 6 thứ tâm hiện hành, mỗi chặng mỗi thứ. Đến tổng quát thì có 11 thứ tâm là chặng khai ngụ môn một tâm, chặng thức một trong 5 thức quả thiện, chặng tiếp thâu một tâm tiếp thâu quả thiện, chặng quan sát một tâm quan sát quả thiện thọ hỷ, chặng xác định một tâm tố vô nhân ý thức giới thọ xả, chặng động lực là một trong 2 tâm sân, truy về sát na hữu phần khách là một trong 6 tâm, có 12 chập kể luôn hữu phần khách là 13. 4. Lồ ngũ môn bình nhật cành lớn chất động lực 2-3 hữu phần vượt qua, diễn trình như sau. 2-3 hữu phần vượt qua. 1. Hữu phần rung động. 1. Hữu phần dứt dòng. 1. Khai ngụ môn. 1. Ngụ thức. 1. Tiếp thâu. 1. Quan sát. 1. Xác định. 7. Động lực. Tái diễn hữu phần tiềm thức. Nhận xét. Lộ ngũ môn này cũng có 6 chặng tâm khách quan như lộ cảnh rất lớn chất động lực, chỉ khác nhau là cảnh rất lớn có một hữu phần vượt qua, cảnh lớn ở đây có 2 hoặc 3 hữu phần vượt qua. Lộ này có 6 thứ tâm hiện hành, tính tổng quát thì có 46 thứ tâm, vì không có 8 tâm đại quả. Lộ này khởi lên 12 chập sát na tâm khách quan. 5. Lộ ngũ môn bình nhật cảnh lớn chất động lực có 2-3 hữu phần vượt qua, kết thúc động lực có xem hữu phần khách, diễn trình như sau. 2-3 hữu phần vượt qua. 1. Hữu phần rung động. 1. Hữu phần dứt dòng. 1. Khai ngũ môn. 1. Ngũ thức. 1. Tiếp thâu. 1. Quan sát. 1. Xác định. 7. Động lực. 1. Hữu phần khách. Tái diễn hữu phần tiềm thức. Giải thích. Lộ ngũ môn cảnh lớn có hữu phần khách này cũng xảy ra với người giỏi cõi dục giới. Có hữu phần tiềm thức là thọ hỷ, sanh động lực thọ ưu. Đối tượng lớn không kể là cảnh tốt hay cảnh xấu. Về ý nghĩa, hữu phần khách cũng giống như đã giải trong lộ hữu phần khách cảnh rất lớn. Lộ số 3, nhận xét, lộ này cũng có 6 chặng. 13 chập tâm. Vì không giới hạn cảnh tốt xấu, trên thực tế là 6 thứ cho 6 chặng. Tính tổng quát thì có 19 thứ là một tâm khai nguồn môn, 10 thức tâm, 2 tâm thẩm tấn, 3 tâm quan sát, 1 tâm xác định, 2 tâm động lực sân. Nếu kể thêm 6 tâm làm hữu phần khách thì có 25 thứ tất cả. 6. Lộ ngũ môn bình nhật cảnh nhỏ chót xác định có từ 4-9 hữu phần vừa qua, diễn trình như sau. 4-9 hữu phần vừa qua. 1. Hữu phần rung động. 1. Hữu phần dứt dòng. 1. Khai ngụ môn. 1. Ngụ thức. 1. Tiếp thâu. 1. Quan sát. 3. Xác định.
tái diễn hộ phần tiềm thức, giải thích. Vì là cảnh nhỏ nên hiểu ra chậm, phải kéo dài từ 4 hộ phần vừa qua đến 5, đến 9 chậm mới tác động tâm khách quan sanh khởi được. Và vì cảnh yếu nên tâm xác định nếu kéo cảnh đến 3 chậm mới chìm vào hộ phần tiềm thức. Nhận xét, lộ này chỉ có 5 chặng tâm khách quan, 7 chặng tâm lộ, 17 thứ là khai ngụ môn, 1, ngụ thức, 1 trong 10 thức tâm, tiếp thâu 1 trong 2 tâm tiếp thâu, quan sát, 1 trong 3 tâm quan sát, xác định là 1, xác định 1 là tâm tố vô nhân ý thức giới thọ xã. 7, lộ ngũ môn bình nhật, cảnh rất nhỏ, chót không, có từ 10 đến 16 hộ phần vừa qua. Diễn trình như sau: 10 đến 16 hộ phần vừa qua, 3 hộ phần trung động, tái diễn hộ phần tiềm thức, giải thích, gọi là chót không, mô gạp và rã. Kỳ thực, không diễn trình, lộ tâm thì làm sao có kết thúc tâm lộ nào? Nhưng gọi vậy cho biết, có một trường hợp diễn cảnh không xảy ra lộ tâm. Nhưng không xảy ra lộ tâm, sao gọi là lộ ngũ môn? Gọi như vậy vì tâm cứ vào sự xuất hiện năm cảnh theo năm ngõ. Do cảnh rất nhỏ, không đủ sức tác động tâm lộ khách quan, chỉ làm rung động, không kể được chẳng tâm, chập tâm và thứ tâm, vì không thành lộ tâm. Lộ môn, lộ ngũ môn cận tử, Panchadwa, Ramatratna, Sadnaviti. Lộ ngũ môn vẫn có thể xảy ra lúc lâm chung. Có người vừa thấy cái gì, nghe tiếng gì, vân vân, liền chết không kịp nghỉ suy, chấm dứt mạng sống bằng lộ tâm ngũ môn. Gọi đó là lộ ngũ môn cận tử. Chỉ có người phàm và thánh hộ học mới chết bằng lộ tâm ngụ môn. Do đó, khi tâm tử, chú tí chích tá, diệt, liền sanh tâm tái tục, bát tí sanh tí chích tá, ở kiếp sống mới. Về diện cảnh của lộ ngụ môn cận tử, luôn luôn là cảnh rất lớn, nên lộ nào cũng chỉ có một phần, một hộ phần vừa qua. Lộ ngụ môn cận tử, có 2 trường hợp là chót mất cảnh và chót động lực. Mỗi trường hợp lại có 2 hình thức là có xen hộ phần rồi tử, không xen hộ phần mà tử. Như vậy, lộ ngũ môn cận tử có 4 diện trình. 1. Lộ ngũ môn cận tử chót mất cảnh tử liền. 2. Lộ ngũ môn cận tử chót mất cảnh xen hộ phần rồi tử. 3. Lộ ngũ môn cận tử chót động lực tử liền. 4. Lộ ngũ môn cận tử chót động lực xen hộ phần rồi tử. 1. Lộ ngũ môn cận tử chót mất cảnh tử liền, diễn trình như sau: 1. Hộ phần vượt qua, 1. Hộ phần rung động, 1. Hộ phần chức chồng, 1. Khai ngũ môn, 1. Ngũ thức, 1. Tiếp thâu, 1. Quan sát, 1. Xác định, 5. Động lực, 2. Móc cảnh, 1. Tâm tử, tâm tái tục, kiếp mới. Giải thích, động lực thông thường sanh 7 chập, nhưng trong lộ cận tử thì động lực sanh khởi 5 chập. Có 3 trường hợp, động lực chỉ sanh 5 chập, lộ hiện song thông, lộ sắp ngất xỉu và lộ mệnh chung. Với người còn luân hồi, tâm tử vừa diệt, liền khởi lên tâm tục sinh. Sát na tử trợ sát na tái tục bằng vô gián duyên. Theo Abhidhamma, truyền thống, kinh điển Pali, không có thuyết thân trung ấm, sau khi chết phải qua 49 ngày mới tái sanh. Nhận xét, lộ ngũ môn cận tử có 7 chặng tâm từ khai môn đến móc cảnh. 12 có 12 chập tâm và 1 khai ngũ môn, 1 thức tâm, 1 tiếp thâu, 1 quan sát, 1 xác định, 5 động lực,
hai mươi cảnh có 45 thứ là tâm dục giới, trừ ra chính tâm tố ưng cúng. 2. Lộ ngũ môn cần tử, cháu móc cảnh, sang hụt phần rồi tử, diễn trình như sau. 1. Hụt phần vượt qua. 1. Hụt phần rung động. 1. Hụt phần dứt dòng. 1. Khai ngũ môn. 1. Ngũ thức. 1. Tiếp thâu. 1. Quan sát. 1. Xác định. 5. Động lực. 2. Móc cảnh. 1. Hụt phần. 1. Tâm tử. Tâm tái tục kiếp mới. Giải thích. Lộ cần tử này chỉ khác với lộ cần tử trước ở điểm là có sen hộ phần giữa tâm móc cảnh với tâm tử. Trường hợp sen hộ phần, Ngài Sattama Chotika đã giải thích việc hộ phần sanh khởi xen vào giữa tâm móc cảnh và tâm tử là do nguyên tắc dàn thời gian cho sát nghiệp diệt cùng lúc với sát na diệt của tâm tử. Sát nghiệp sanh lần cuối vào sát na sanh của tâm thứ 17. Từ tâm tử đếm lui, nếu lộ tâm cần tử kết thúc sớm hơn 17, thì phải có sen hù phần để tâm tử ở vị trí 17 cho sát nghiệp đã sanh lần cuối, ấy sẽ diệt đồng thời với tâm tử. Và do đó, hù phần sen giãn cấp này có thể sanh ít hay nhiều chập tùy theo nữa. Nhận xét, lộ thứ hai này cũng có 7 chặng, 12 chập, 45 thứ tâm, giống như lộ ngũ môn cần tử 1. 3. Lộ ngũ môn cần tử chót động lực tự liền, diễn trình như sau. 1. Hụ phần vượt qua. 1. Hụ phần rung động. 1. Hụ phần dứt dòng. 1. Khai ngũ môn. 1. Ngũ thức. 1. Tiếp thâu. 1. Quan sát. 1. Xác định. 5. Động lực. 1. Tâm tử. Tâm tái tục kiếp mới. Nhận xét. Lộ này có 6 chặng vì không có chặng móc cảnh. Có 10 chập. Có 37 thứ tâm là một tâm khai ngộ môn. 10 tâm thức giới. 2 tâm tiếp thâu. 3 tâm quan sát. 1 tâm xác định. 20 tâm động lực. Dục giới ngoài động lực ứng cúng. 4. Lộ ngũ môn cần tử chót động lực sen hụ phần rồi tử, diễn trình như sau. 1. Hụ phần vượt qua. 1. Hụ phần rung động. 1. Hụ phần chích chồng. 1. Khai ngũ môn. 1. Ngũ thức. 1. Tiếp thâu. 1. Quan sát. 1. Xác định. 5. Động lực. 1. Hụ phần. 1. Tâm tử, tâm tái tục kiếp mới, nhận xét. Lộ thứ 4 này cũng có 6 chặng, 10 chặng, 37 thứ tâm, giống như lộ ngũ môn cận tử. Thứ 3 trước, biên soạn giáo trình, tỳ kheo tuệ siêu. Không vui nhưng nên học. Không nên lấy quan niệm thường thức để học diễn trình tâm. Hiện tượng vật chất được biết qua khoa học ngày nay vô cùng tế nhị, như được trình bày qua các môn hóa học, vật lý. Tâm thức so với vật chất vi tế và khó tưởng tượng hơn rất nhiều. Lấy thí dụ, một người bình thường nghe nói về chất sắt, iron, để cùng tạo một loại protein của hồng huyết cầu, mang oxy cho bắp thịt và hormone trong người. Danh từ chất sắt có thể khiến người ta nghĩ tới kim loại không liên hệ đến cơ thể. Đây là một đề tài tuy rất gần gũi nhưng không đơn giản để trình bày nói thì nói gì tới tâm thức. Đặc biệt là tâm thức theo thánh pháp Abhidhamma. Tâm nào cũng biết cảnh nhưng có sự khác biệt giữa tiềm thức và hoạt thức. Tiềm thức là cách gọi dễ hiểu cho tâm hụ phần hay tâm hụ kiếp, được dịch từ chữ Pavanga. Tiềm thức là tâm biết cảnh theo cách trạng lại của tâm tục sinh và sanh khởi do năng lực của trì nghiệp. Tiềm thức có một số ảnh hưởng cuộc sống hàng ngày như cá tánh hay tư chất,
nhưng mang tánh tiềm tàng. Hoặc thức thì ngược lại là tâm sân khởi, làm gián đoạn sự tồn tại liên tục của tiềm thức. Hoặc thức mở ra những tâm cảnh mới trong những diễn trình có cấu trúc phức tạp rất nhiều so với tiềm thức. Trong những giáo trình thắng pháp từ trước, tiềm thức thường được gọi là tâm chủ quan và hoạt thức là tâm khách quan. Trên phương tiện, trên phương diện thuần túy ngôn ngữ thì hai chữ chủ quan và khách quan không tinh sát lắm cho trường hợp này. Hoạt thức sanh khởi từng chập theo diễn trình và xen lẫn bởi tiềm thức. Do tính cách tự nhiên của tâm pháp, một diễn trình tâm dài nhất ngoại trừ diễn trình tâm nhập thiền thì số sát na tâm trong một diễn trình giới hạn trong con số sát na như 17 sát na trước đó và sau đó là sự sanh khởi và xen lẫn của các sát na tiềm thức. Nói như vậy nghĩa là một người ngắm nhìn đóa hoa đẹp nở trong vài phút thì phải trong suốt thời gian đó không chỉ có hoạt thức mà vô số diễn trình tâm sanh khởi và kết khoảng bởi những tâm tiềm thức. Đừng nói đi, đừng nói thực và mộng mà nên nói về chân đế và thi thiết. Trong thắng pháp, khi ngắm một bức tranh thì đường nét màu sắc được ghi nhận bởi con mắt, đó là cảnh chân đế thực thể. Khi thưởng thức, đó là tranh huyền chân lập thể thủy mạc vân vân, thì đó là thi thiết hay khái niệm định đặt. Thi thiết không là thực thể, cũng không là mộng mị. Điều này phải đặc biệt cẩn trọng. Những khái niệm về đàn ông, đàn bà, chư thiên, nhân loại, vân vân đều là thi thiết, nhưng không vô thượng vô phạt như mộng mị. Trong diễn trình tâm thức thường có cả hai cảnh chân đế và cảnh thi thiết. Trong thế giới vị mô, sự nhận thức và phải ứng đối với cảnh không bao giờ hoàn tất chỉ trong một diễn trình tâm. Có hàng triệu triệu sát na tâm sanh diệt trong một tích tắc. Như vậy, có rất nhiều diễn trình tâm sanh khởi trong thời gian này. Một diễn trình tâm có nhiều chặng như diễn trình ngụ môn ấn tượng mạnh, cảnh rất lớn. Có đến 17 sát na cũng chưa đủ để nhận rõ cảnh mà phải lập ti lặp lại như những chu kỳ tái tục để tâm có thể nhận rõ phản ứng và hành động. Biên soạn thì kheo chắc đẳng. Giờ đây chúng con thành kính đảnh lễ Phật cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giảng. Nam mô Rattanapayasa. Kính đảnh lễ Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính chào chư Tôn Đức. Con mặt trong trùm thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học qua chi tiết của diễn trình nội tâm. Trước hết là chúng ta học về diễn trình lộ ngũ môn. Trong ngày trước chúng tôi đã có giới thiệu với quý vị về những cái khái niệm mà chúng ta cần phải biết trước khi chúng ta học chi tiết và nội tâm. Thực ra thì khi mà chúng ta học về nội tâm, ngoài cái việc mà chúng ta biết các vấn đề của nội tâm, thì chúng ta chỉ cần
nắm bắt một cách khái quát về những trật tự của tâm lộ nó diễn ra ít hay nhiều là tùy vào cái diễn cảnh gọi là visya pravati, tức là cảnh có ảnh hưởng rất mạnh hay là cảnh chỉ ảnh hưởng mạnh vừa phải, hay là cái diễn cảnh ảnh hưởng nhẹ nhàng hoặc là rất nhẹ vậy thôi, rất yếu. Rồi từ đó bắt đầu diễn trình tâm nó sanh khởi với những cái chặng ở tâm khách quan khởi lên đủ hay là thiếu vậy thôi. Ở đây trước nhất khi mà chúng ta nói về cái lộ tâm ngũ môn là chúng ta phải hiểu rằng đó là trường hợp mà nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đối chiếu với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Khi về nhãn môn đối chiếu với cảnh sắc thì nó sẽ xảy ra một cái diễn trình tâm lộ mà chúng ta gọi là lộ tâm nhãn môn, hay nói là lộ tâm nhãn thức, chắc khu quỳnh nhà nó quỳ thí cũng được. Vì cái tâm nhãn thức đó là cái tâm chủ yếu để bắt cảnh sắc, cho nên chúng ta gọi như vậy cũng được, gọi là lộ nhãn môn cũng được, mà gọi là lộ tâm nhãn thức cũng được. Cái này, điều này đã có nói ở trong Abhidhammasangaha mà chúng ta có học vừa qua đó. Cũng vậy, nhĩ môn bắt cảnh thinh, gọi là rồi nó xảy ra cái lộ tâm nhĩ môn hay là lộ tâm nhĩ thức. Tỷ môn bất cảnh khí, khi mũi mình ngửi mùi thì xảy ra cái lộ tâm tỷ môn hay là cái lộ tâm tỷ thức. Rồi thiệt môn bất cảnh đối chiếu cảnh vị, tức là lưỡi đến vị, thì xảy ra cái lộ tâm thiệt môn hay là lộ tâm thiệt thức. Thân đối chiếu cảnh xúc, tức là thân đụng chạm với cái vật cứng, mềm, nóng, lạnh, căng dùng, vân vân, thì lúc đó một lộ tâm diễn ra để bắt cảnh xúc, chúng ta gọi là lộ tâm thân môn hay là lộ tâm thân thức. Như vậy là trong bước đầu là chúng ta phải hiểu một cách khái quát về cái lộ tâm ngũ môn là như vậy. Tiếp theo là chúng ta phải
biết rõ cái diễn cảnh tác động đến tâm, cái diễn cảnh gọi là quý sư giác và quá tí. Chỉ bằng quá tí ở đây có nghĩa là diễn ra, và chữ quý sư giác có nghĩa là cảnh hay là đối tượng, đối tượng của thần kinh thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Thì cái diễn cảnh đó nó không phải lúc nào mắt của chúng ta cũng nhìn cái cảnh sắc, rõ nét, hay là tai nghe tiếng rõ ràng, vân vân. Chúng ta không bao giờ, không bao giờ mà chúng ta thấy cái cảnh, cảnh sắc thinh khí vị xúc mà nó lớn hay là rất lớn gì. Có đôi khi thưa quý vị, ở cõi dục giới của chúng ta, cảnh nó xảy ra có đôi khi là Atimahantan, tức là cảnh rất lớn, có những âm thanh chát chúa, hoặc là có những cái mùi nó nực nồng, hoặc là có những vị mặn ngọt, quá mặn hay là quá ngọt, hoặc có những cảnh xúc mà pha chạm mạnh, cái vật cứng mà mình pha chạm mạnh thì cái đó gọi là cảnh xúc rất lớn, hay là nóng quá hoặc lạnh quá cũng là cảnh xúc rất lớn. Thì như về cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị xúc, nếu mà cái trường hợp rất lớn là nó tác động mạnh và nó được thể hiện bằng cách do cái sự tác động mạnh của cảnh rất lớn đó mà nó diễn ra cái lộ trình tâm với đầy đủ các cái tâm lộ, đầy đủ các tâm lộ. Các cái tâm lộ ở đây gọi là quy thi chích tác. Những cái tâm lộ đó thì chỉ cho những cái trạng tâm hay là những sở tâm. Rồi mỗi nhiều trọng tâm nếu mà tính ra thì nó có nhiều trọng tâm. Chúng tôi dùng chữ trọng tâm ở đây là ám chỉ cho cái sở tâm thanh á, chết ta thanh á, sở tâm. Thí dụ như sở cái vị trí của cái tâm ngũ môn, tâm khai ngũ môn thì nó chỉ có một chập tâm, tức là một sát na tâm thôi. Vị trí của thức tâm nó hay là sở ngũ thì nó chỉ có một sát na tâm nhãn thức, hoặc là một sát na tâm nhĩ thức, hoặc một sát na tâm tỷ thức, hoặc một sắc na tâm thiệt thức, một sắc na tâm thân thức thôi. Cái trận tiếp thu cũng chỉ là một chập hay là một sắc na tâm tiếp thu. Chập quan sát, cái trận quan sát cũng chỉ là một sắc na tâm quan sát thôi.
cái trạng xác định Vatthapana hay gọi là phân đoán hay đoán định đó, là nó chỉ khởi lên có một sát na rồi diệt mất. Rồi tiếp đến là cái trạng động lực. Cái sở động lực này nó có rất nhiều sát na tâm động lực sanh khởi. Lộ ngũ thì nó chỉ đơn giản là 5 hoặc 6 hoặc 7 sát na động lực thôi. Nhưng mà sau này chúng ta học lộ ý thì có đôi khi 4, 5, 6, 7 hoặc là nhiều hơn. Khi mà nhập thiền với cái động lực kiên cố, rồi cái chặng mót cảnh ta đà là mình đắc, cái chặng mót cảnh này, cái chặng này nó có hai sát na tâm, không thể chỉ một sát na mà phải hai sát na, cái đó là cái quy luật. Và chúng ta nên nhớ cái điều thứ ba nữa là do tùy theo diễn cảnh mà cái lộ tâm ngũ môn nó diễn ra nhiều chặng, nhiều sát na tâm. Thí dụ như khi đối tượng là cảnh rất lớn thì lúc đó nó có trạng khai ngũ môn, trạng thức, trạng tiếp thu, trạng quan sát, trạng xác định, trạng động lực, rồi thêm cái trạng móc cảnh nữa, thì như vậy nó có 7 trạng. Cũng có trường hợp mặc dù là cảnh rất lớn nhưng mà nó vừa đủ để tác động cái lỗ tâm, chỉ diễn ra kết thúc bằng cái trận động lực chứ không có trận nạt, không có trận móc cảnh. Hoặc là trường hợp cảnh rất lớn chót động lực nhưng mà lại có sen cái hộ kiếp khách, thì như vậy cảnh rất lớn nó xảy ra 3 trường hợp: chót na cảnh, cái lộ chót na cảnh, lộ chót động lực, lộ chót hộ kiếp khách. Nhưng mà về điểm này chúng ta cũng phải lưu ý là nó chỉ khởi lên một cái hộ kiếp vừa qua thôi, một hộ kiếp vừa qua tùy tất phải quan sát. Ở đây chúng tôi cũng nhắc lại là bình thường cái tâm hộ kiếp nó diễn ra đó, cái tâm hộ kiếp đó chúng tôi gọi là mula pha quan gác, tức là cái tâm hữu phần gốc. Gốc ở đây là nó xuất phát từ cái tâm tái tục của mỗi một cá thể.
Rồi khi được cái tâm hữu phần gốc đó, có cảnh xuất hiện thì bắt đầu nó bị rung động. Nó rung động nhiều chập. Nhưng mà cái hữu phần rung động đầu tiên thì chúng ta gọi tên nó gọi Ati Tất Tha Qua Gá. Rồi cái đó là hữu phần rung động. Và hữu phần rung động mà chấm dứt, mà kết thúc cái dầu một kiếp đó, thì chúng ta gọi là Pháp Quang Ngũ Bách Chi Đá, tức là hữu phần dứt dầu. Mặc dù nó ba tên như vậy, nhưng mà nó chỉ có một, tức là rung động thôi. Thì ở đây đó, khi nói đến cảnh rất lớn thì bao giờ cái hữu phần vừa qua nó cũng chỉ có tới đường có một sát na. Thành ra mặc dù chúng ta thấy đối với những trường hợp khác cũng vẫn là có cái lậu tâm chót động lực, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn lại ở đầu đó, nếu chỉ có một cái hữu phần vừa qua thì chúng ta nên biết rằng cái lộ tâm chót động lực này nó thuộc cảnh rất lớn. Vì sao? Vì nó chỉ có một phần kiếp vừa qua. Nếu như mà chót động lực, lộ tâm chót động lực nhưng ở phía trước đó là hai phần kiếp vừa qua hoặc ba phần kiếp vừa qua thì chúng ta biết đó là cảnh lớn thôi, chứ không phải là cảnh rất lớn. Còn những cái trường hợp khác thì chúng ta nhìn vào cái tâm lộ là chúng ta biết được nó là cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ. Còn cái hữu phần vừa qua thì đương nhiên là nó phải nhiều hơn. Nhưng mà cái quan trọng để chúng ta nhận thức được cảnh lớn và cảnh rất lớn, phân biệt được là chúng ta thấy chót na cảnh hoặc là một hộ kiếp vừa qua, đúng rồi. Mặc dù chúng ta nói như vậy, học một dưỡng trình tâm như thế này chưa gọi là đủ để giúp cho chúng ta khi thấy cảnh, chúng ta biết cảnh sắc một cách rõ ràng. Là bởi vì một dưỡng trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiện môn, thân môn, dù nó đầy đủ lắm cũng là chỉ có 14 cái tâm lộ khách quan, 14 sát na. Thì trong 14 sát na đó, 7 chặng đó, thì làm sao để kịp thời mà chúng ta nhận biết cảnh được? Bởi vì trong một khảy móng tay tâm sẽ diệt triệu triệu sát na. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm là sau cái lộ tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiện môn, thân môn đó, sau một lộ tâm nó còn có hàng triệu cái lộ ý môn, nó góp lộ ngũ để mà biết cảnh. Định danh cảnh. Rồi nó có một cái khái niệm về ý nghĩa. Khi con mắt chúng ta nhìn thoáng qua, chúng ta vừa chợt nhận ra là có cảnh sắc, nhưng mà rồi nhờ có lưu ý cho nên chúng ta mới biết được người đứng trước mặt mình là người nam hay người nữ, quen hay là lạ, bà con
bên nội hay bên ngoại, cậu cô gì chú bác, chúng ta mới phân biệt được, chúng ta mới tiếp đón họ được. Thì như vậy là những cái mà chúng ta biết được vì sao này là do cái lỗi ý đâu góp lỗi ngủ, nó phức tạp lắm thưa quý vị. Bởi thế cho nên Đức Phật càng mới dạy rằng ta không thấy cái gì phức tạp cho bằng cái tâm, không thấy gì phức tạp cho bằng cái tâm đa dạng. Khi mà Ngài nói về chúng sanh thì đối với những chúng sanh như là loài chúng sanh thủy tộc thì nó đa dạng, nhưng mà Đức Phật là nói cái đó chỉ là vật chất thôi, mà nó còn đa dạng như vậy đừng nói chi là cái tâm, tâm rất là đa dạng. Cho nên chúng ta học là chúng ta chỉ học cái khái niệm, cái sự diễn biến của nó theo trình tự thứ lớp, chứ chúng ta không nên nghĩ rằng mình học bao nhiêu đó là mình đã biết đủ hết. Chưa đâu thưa quý vị. Rồi tiếp đến là chúng ta nói về cái lỗ ngũ môn mà cảnh lớn mà hành tăng, cảnh lớn mà hành tăng thì tuyệt nhiên là nó không đủ, cái đối tượng nó không đủ để tác động cho đến cái trạng tâm mốt cảnh, chỉ kết thúc bằng cái tâm động lực thôi. Nhưng mà chúng ta biết như vậy đó, biết nó là cảnh lớn là bởi vì khởi đầu khi mà cảnh hiện ra thì có từ 2 đến 3 hồi kiếp vừa qua, cho nên chúng ta biết vậy. Thì nó cũng có động lực, kết thúc là động lực, hoặc là kết thúc là cái hậu kiếp khách. Và trong trường hợp này chúng tôi cũng nhắc lại cho quý vị là trường hợp hậu kiếp khách. Và chúng tôi nhớ hình như là cái điều này chúng ta đã có học từ lâu rồi, chứ không phải mới mẻ gì cái hậu kiếp khách. Nhưng mà học ngang qua đây thì chúng tôi chỉ nhắc lại cho quý vị. Quý vị nghĩ rằng tại sao mà gọi là có hộ kiếp khách? Thì ở đây thưa quý vị, khi chúng ta đọc được cái từ gọi Agantukat có quan gác thì rõ ràng cái này là hộ kiếp khách, chứ không còn là chữ gì khác. Bởi vì chữ Agantukat là khách, là người khách, người mới đến, người xa lạ đến, thì chúng ta gọi Agantukat. Bình thường trong đời sống của chúng ta, để chúng ta tụng sinh bằng tâm nào thì cái tâm đó nó cứ tái diễn trong đời sống bình nhật. Mà ở trong Thánh Pháp gọi là mu lát pha quan gác, là cái hậu kiếp gốc, hay là hậu kiếp căn bản. Có một cái trường hợp đặc biệt là sẽ có một cái tâm hộ kiếp thông qua gác thọ xã, nó xa lạ để nó vào, nó đóng vai là thông qua gác, nhưng mà nó chỉ đóng vai thông qua gác để nó dung hòa giữa cảm thọ ưu và cảm thọ hỷ thôi. Là đối với người mà tục sinh bằng cái tâm hỷ thọ, bằng cái tâm tục sinh, tâm tái tục thọ hỷ, thì người đó trong đời sống ít nhiều gì cũng có những trường hợp họ khởi lên tâm sân. Và khi họ khởi lên tâm sân là thọ ưu, thì người mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ, họ rất dễ thường gặp, thường xảy ra cái hậu kiếp khách. Đối với người mà tục
tục sinh bằng cái tâm thọ xả thì yên tâm là suốt đời của họ là không có khởi lên cơ hội kiếp khác đâu. Và khi mà tục sinh bằng tâm thọ hỷ, tâm hữu phần gốc mu la pha quan giá cũng là thọ hỷ. Rồi bây giờ trong đời sống nhật khởi lên tâm sân do gặp ba thứ cảnh. Một là cảnh xấu, thấy cảnh xấu khởi lên cái tâm bực bội, tâm thọ ưu. Thì trong trường hợp này tâm thọ ưu đó nó không thể nào mà nó chuyển qua cái tâm hữu phần thọ hỷ được. Và thế là nó phải có cái hữu phần khác thọ xả xen vào để dung hòa. Quý vị sẽ hỏi rằng nếu như vậy trường hợp mà chót hữu phần thọ ưu đó có khi nào cái tâm móc cảnh là thọ xả mà khỏi cần phải có hữu phần khác không? Chừng nói được, có trường hợp đó. Nếu như là cảnh đó là cảnh xấu hoặc là cảnh tốt thường thì cái tâm quan sát ở phía trước tiếp thu quan sát đó, tâm quan sát đó sẽ là tâm quan sát thọ xả. Thì ở tâm quan sát thọ xả thì cái tâm na cảnh ở phía sau nếu có thì nó là thọ xả. Thì đã là thọ xả, na cảnh thọ xả đó thì nó dung hòa được với thọ ưu và hữu phần thọ hỷ, đâu có cần gì phải có hữu phần khác. Nhưng có một trường hợp gặp cảnh sắc thân khi bị xúc, một cảnh rất tốt, chúng ta gọi là rất tốt, và cảnh rất tốt này nếu là cảnh rất lớn nữa thì cũng không được, không được cởi lên cái tâm na cảnh. Tại sao? Bởi vì gặp cảnh rất tốt thì tâm tiếp thu thọ xả, nhưng mà tâm quan sát sẽ là thọ hỷ. Mà cái quy luật thể là tâm quan sát thọ hỷ đó thì ở thì cuối động lực đó sẽ cởi lên tâm na cảnh thọ hỷ. Bởi vì cái na cảnh đó là nó chèo kéo với cái tâm quan sát ở phía trước. Để tâm quan sát thọ hỷ thì na cảnh phải là thọ hỷ. Nhưng mà khi một người gặp cái cảnh rất tốt, đang đi trong đêm mà xuất hiện ở phía trước mặt là một người mặt mày rạng rỡ, là một bóng ma đó, thì tự nhiên là lúc đó mình giật mình. Bình thường mình gặp cái người đó là rất thân quen, nhưng mà tự nhiên khi mới mở cửa mà người đó đứng thù lù ở phía trước cửa đó, thì tự nhiên là mình khởi lên cái tâm hốt hoảng, nó thoáng qua cái tâm hốt hoảng, nghĩa là bỗng nhiên là phải giật mình. Thì lúc đó là tâm sân thọ ưu khởi lên. Tâm sân thọ ưu khởi lên như vậy thì dù cho cảnh đó là cảnh rất tốt đi nữa, na cảnh nó cũng phải bị chìm mất, na cảnh thọ hỷ không thể khởi lên được. Và nếu mà bây giờ na cảnh thọ hỷ mà nó chìm mất mà người đó tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ, cái tâm thọ hỷ này hữu phần thọ hỷ khởi lên cũng không được, vì không thể nào tiếp nối với cái động lực thọ ưu thì sẽ có một cái hậu kiếp cái hữu phần thọ xả, tức là hữu phần khách đó, nó xen khởi để nó dung hòa.
nó bảo quản, nó làm cho cái trạng thái tâm lý nó được dàn xếp. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta gọi là hữu phần hữu tiếp khách, nó xảy ra như thế. Cho nên chúng ta phải biết rằng người ở có dục giới mới có tâm sân thì cũng dễ phát sanh hữu tiếp khách. Mà người mà tục sinh bằng cái tâm hỷ thọ để hữu phần hỷ thọ cũng dễ phát sanh hữu tiếp khách. Và cõi mà phát sanh hữu kiếp khách, cõi đó phải là cái cõi vui dục giới. Chứ còn cái cõi khổ địa ngục là quỷ súc sanh thì chúng sanh đó họ tục sinh bằng cái tâm quả bất thiện thọ xả thì không nói chi rồi. Chỉ có cái tâm, cái cõi vui dục giới là cõi người, cõi trời, tức là cõi tứ thiên vương cho đến cõi tha hóa tự tại đó, thì những cái chúng sanh này mới có tục sinh bằng tâm thọ hỷ thôi. Rồi thêm một cái nữa là cảnh rất tốt. Muốn phát sanh lên. Còn nếu như mà đối với cái cảnh lớn bình thường thì không cần phải cảnh rất tốt, cảnh xấu, cảnh tốt gì cũng được cả. Càng nói thì quý vị càng bị rối lên. Nhưng mà thưa quý vị, cái gì nó cũng có cái niệm lực của nó. Chính cái niệm lực đó mà chúng ta học kỹ rồi thì chúng ta nói từ sáng cho đến chiều cũng không bao giờ chúng ta bị nhầm lẫn. Là bởi vì chúng ta đã có biết được cái nguyên tắc của nó. Nhưng mà cái này thì chúng tôi dừng lại chỗ này để nói qua cái lực diễn định tâm khác. Bây giờ tiến đến là chúng ta nói về cái lượng ngũ môn với cái đối tượng là cảnh nhỏ, cảnh nhỏ Bria Tăng. Cảnh nhỏ là cảnh yếu ớt, nó không có ảnh hưởng mạnh để tác động cho cái tâm lộ động lực nó sinh khởi, mà chỉ có khai ngũ môn, rồi thức nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức, rồi tiếp thu quan sát xác định, tới chỗ xác định thì nó dừng, nó lặp đi lặp lại hai ba chập xác định. Xác định đây tức là tâm khí môn, nó chỉ xác định hai ba chập rồi nó trở vào một kiếp, nó trở lại một kiếp. Thì gặp ở trong trường hợp này thì chúng ta chỉ cần thấy cái lộ tâm nào mà cái diễn trình tâm bạc thức hay là cái tâm chủ quan, cái tâm tác động mà nó chỉ ra tới xác định của tâm bạc thức thì chúng ta nên biết đó là cảnh nhỏ. Còn ở phía trước nó từ 4 cho đến 10 một kiếp vừa qua thì cái đó chúng ta khỏi được nói, bởi vì nó chỉ có một trường hợp là chót xác định thôi. Rồi bây giờ chúng ta nói đến cái cảnh sau cùng là cảnh rất nhỏ, Atiparitang. Cái Atiparitang đó là cảnh rất nhỏ, nó quá yếu ớt, nó không có sức mạnh tác động để khiến cho diễn trình tâm mới khởi lên, mà nó chỉ làm cho cái dòng hữu phần nó bị rung động. Nó có thể rung động từ 10 cho đến 10-14 hộ kiếp vừa qua, rồi nó trở lại hộ kiếp bình thường. Ở đây chúng ta gọi là
Bồ Khắc Hòa Rá là cái lỗ tâm chót không, tức là nó không thành lỗ tâm, nó rỗng. Chữ mô khác có nghĩa là không có, trống rỗng á. Chữ mô khác này chúng ta xài ở trong những từ ghép như là mô khắc bùi xá vậy chẳng hạn, thì chữ mô khác là trống rỗng. Thì ở đây chúng ta đã nói qua về cái diễn trình tâm lộ ngũ môn, nó xảy ra trong đời sống bình nhật, nghĩa là ngay trong cái sinh hoạt của đời sống. Chúng ta nhớ rằng là trong cái giai đoạn đầu của kiếp sống, sau tâm tái tục, thì cái diễn trình tâm đầu tiên của kiếp sống, diễn trình tâm đó chỉ là tâm, diễn trình tâm ý môn thôi, chứ không thể có lộ ngũ. Dầu cho những chúng sanh mà tụ vào hóa sanh Upapatthika hiện khởi có đầy đủ mắt tay mũi lưỡi thân ý, nhưng mà khởi đầu của kiếp sống bao giờ cũng là lộ ý. Còn cái lộ ngũ môn thì nó chỉ khởi lên ở trong đời sống bình nhật, và còn một cái nữa là nó lộ ngũ môn có thể là lộ vận tử marana sanna quy thí. Bởi vì cái sự cố này nó xảy ra khi mà có những người họ vừa thấy cái gì rồi họ chết, họ vừa nghe cái âm thanh gì rồi họ chết, họ vừa ngửi cái mùi gì rồi họ chết, vừa nếm cái vị gì thì họ chết, hay là vừa đụng chạm cái gì rồi họ chết. Thì như vậy cái chết mà do thấy, do nghe, do ngửi, do nếm, do đụng đó, thì chúng ta gọi là tử ngũ môn. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng cái lộ ngũ môn nó chỉ diễn ra trong hai thời. Thời bình nhật sau cái giai đoạn tục sinh và cái thời cận tử. Và một điều mà chúng ta cũng phải chú ý là vị A-la-hán ngài không bao giờ viên tịch bằng cái lộ ngũ môn. Viên tịch dầu cho vị đó không có đắc thiền, vị đó không có viên tịch liên thiền liên tâm, nhưng mà cũng phải viên tịch bằng cái lộ ý môn thông thường. Chỉ có hạng phàm phu chúng ta, hạng phàm phu ở đây tức là chỉ cho cái người khổ, người lạc và nhị nhân và phàm tam nhân, gọi là hạng phàm phu, có thể chết bằng cái lộ ngũ môn. Và trong trường hợp mà chết bằng cái lộ ngũ môn đó, thì chúng ta nhớ cái nguyên tắc đầu tiên là khi mà tử thì cái diễn cảnh luôn luôn phải là
cảnh rất lớn với một hồi ký vừa qua, chứ không thể nào cảnh lớn hay cảnh nhỏ, cảnh rất nhỏ được. Đó là cảnh rất lớn. Và ở đây ngủ ngôn một cảnh rất lớn đó, thì nó diễn ra trong hai trường hợp. Đó là trường hợp chót na cảnh và trường hợp chót động lực. Nhưng mà trường hợp chót na cảnh nó cũng có hai hình thức. Như khi nãy chúng ta có nghe bài, chúng ta nói là sau khi kết thúc na cảnh rồi tử liền. Có khi sau kết thúc na cảnh có sen hữu phần rồi sau đó mới tử. Sở dĩ mà có sen hữu phần thì Ngài sắp thăm mắt cho tất cả nói rằng là do cái nguyên tắc nó sen na cảnh, ở nó sen hữu phần làm sao mà để cho đủ 17 sát na. Kể từ khi mà cái sắc nghiệp cuối cùng mà nó khởi lên cho đến khi tâm tử diệt, làm sao mà cho đủ 17 sát na, 51 sát na tiểu để mà sắc nghiệp nó diệt đồng thời với tâm tử. Thì do đó cho nên cái khoảng, nếu mà cái khoảng trống này thì nó phải lắp vào cho nó đủ sát na, đủ 17 sát na. Vì vậy có thể là kết thúc na cảnh nó xen 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4 với hậu kiếp rồi mới tử. Cho nên chót na cảnh có hai trường hợp là không sen hữu phần rồi tử, rồi có sen hữu phần rồi tử. Đến cái chót động lực thì chót động lực kết thúc bằng cái tâm động lực của mình. Nó có hai trường hợp: chót động lực kết thúc xong tử liền, còn có khi chót động lực kết thúc rồi có xen một vài cái hữu phần rồi mới tâm tử. Thì như vậy chúng ta chỉ có bốn trường hợp tử ngũ môn. Cho nên bốn mà dâng cho năm lộ thành ra có 20 lộ. Bốn dâng năm 20 lộ. Còn thời bình nhật thì liền lộ ngũ môn nó có 100 lộ, cho nên để vô 120 lộ. Nhưng mà những con số đó chúng ta ở không chúng ta mới tính đi. Còn khi mà chúng ta học đừng có tính gì mấy cái đó. Cho nên quý vị học thắng pháp, quý vị phải nhớ chỗ nào, nếu chúng ta đứng cái vai trò là cái vị giáo thọ thì chúng ta phải biết, chúng ta phải biết rõ để mà chúng ta trình bày, chúng ta hướng dẫn cho học viên. Và nếu như chúng ta không có cái vai trò đó thì chúng ta chỉ biết một cách đại khái là ngũ môn sẽ lộ ngũ môn xảy ra khi mà mắt thấy sắc, tay nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi đến vị, chân xúc chạm. Trường hợp cảnh sắc thêm khi bị xúc gió mà nó rất lớn hay lớn hoặc nhỏ rất nhỏ thì nó tác động đến diễn trình tâm ngũ môn. Nó diễn trình tâm đó nó xảy ra. Có khi thì cái lộ tâm
nó chót na cảnh, có khi thì chót động lực, có khi thì nó chót xác định, có khi thì nó chỉ rung động hữu phần thôi. Chúng ta cứ học cái gì, cái này thì nó không có cái gì rắc rối đâu thưa quý vị, bình thường, rất là bình thường. Và cái điểm cuối cùng là chúng ta phải lưu ý, lộ tâm ngũ môn không bao giờ là những thứ tâm đau đại hay là những thứ tâm siêu thế có mặt ở trong đó, chỉ là chung quanh ở trong 54 tâm dục giới mà thôi. Nhưng mà trong một diễn trình tâm ngũ môn thì hễ cái lộ đó là cái lộ nhãn thức thì sẽ không bao giờ có tâm nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nếu lộ đó là lộ tâm nhĩ thức thì không có nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nếu lộ đó là cái lộ tỷ thức thì sẽ không có nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức. Nếu cái lộ tâm đó là cái lộ tâm thiệt thức thì sẽ không có lực nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức. Nếu cái lộ tâm đó là lộ thân thức thì sẽ không có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Chúng ta cứ nhớ vậy. Thì cho đó lúc nào chúng ta cũng phải trừ, chúng ta phải trừ, trừ 8 chúng ta còn có 46 thôi, chỉ còn có 46 tâm. Nhưng mà trong 46 tâm đó chúng ta phải phân loại là không phải 46 tâm đó sanh khởi một cục, mà hễ thức đó có thể là quả thiện hay quả bất thiện, nhãn thức quả thiện hay nhãn thức quả bất thiện, vân vân. Nghĩa là chỉ một trong 10 thức. Rồi hễ như thức đó mà thuộc về quả thiện thì tiếp thu là quả thiện, quan sát là quả thiện. Nếu thức đó là nhãn thức quả bất thiện đó, thì tiếp thu phải là quả bất thiện và quan sát phải là quả bất thiện. Còn tâm xác định chỉ là một thứ tâm phải rồi. Còn tâm động lực thì có 29 động lực dục giới, nó sẽ khởi lên một trong 29 tâm động lực dục giới. Còn na cảnh thì nó khởi lên một trong ba, trong ba na cảnh. Ở đây đó, trong cái buổi học này khởi đầu thì chúng tôi chưa có đề cập đến cái gọi là Chavana Niyama, tức là cái quy luật của tâm động lực, cũng không có nói đến Tadalambana Niyama, cái quy luật của tâm na cảnh, chưa nói đến. Vì để cuối, sau khi chúng ta học hết lộ tâm rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ có một chương phụ lục để chúng ta nói về những cái quy luật của tâm động lực và cái quy luật của tâm móc cảnh. Còn bây giờ thì chúng ta chỉ có trình bày để cho biết cái sự diễn biến của tâm như vậy thôi. Và ở đây thì chúng tôi chỉ xin trình bày trong cái bài học hôm nay với cái ý nghĩa như vậy. Chỉ giải thích những cái gì mà quý vị cần phải biết, cần phải nói, phải nhớ thôi. Chứ chúng tôi không có lặp lại những gì đã biên soạn ở trong giáo trình. Vì bài chúng ta đã được nghe đọc chi tiết rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc cái bài học hôm nay ở đây. Thời gian còn lại xin kính khung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ chia sẻ thêm cho cái phần không vui nhưng rất nên học. Rồi sau đó xin thỉnh Thượng Tọa chủ trì
cho cái buổi thảo luận về cái bài học này. Namo Buddhaya. Sa thú kính trình từ từ sư. Bây giờ thì xin thỉnh sư huynh đề nghị Tôn Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo thì chúng tôi xin được bước qua phần mình nói là không vui nhưng mà học là tại vì thật ra thì để nói thì chúng ta gây sự chú ý. Ví dụ trong phần học phản ngữ thì chúng ta có Bali vui để học. Phần này thì nó không vui nhưng mà thật ra thì chúng ta sử dụng phần này để nhằm một cái mục đích là một số cái khái niệm quen thuộc ở trong đời sống hàng ngày đó để mà chúng ta hiểu thêm về thắng pháp. Trước hết thì thưa quý vị, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó có những cách nói mà chúng ta gọi là cách nói thông thường, nói bình thường hay là nói cách nói theo thường thức. Và khi mà chúng ta nói về lĩnh vực chuyên môn đó thì mình rất cần mình rất cần để mình đặt mình vào trong một cái bối cảnh khác để mà chịu khó hiểu cái chuyện đó. Về điểm này thì chúng tôi có đưa một cái thí dụ ở trong bài học đó là thỉnh thoảng chúng ta đi bác sĩ hay là chúng ta ra tiệm thuốc Tây á, người ta nói về những cái chất giống như chất canxi hay là calcium, chúng ta là calcium ở trong tiếng Việt bây giờ canxi, mà chúng ta gọi là chất chất vôi hay là iron, chất sắt. Thì trong cuộc sống hàng ngày mà mình nói chất vôi hay chất sắt thì thưa quý vị, chúng ta có một cái khái niệm nó rất là khác với cái chất vôi và chất sắt được được nói đến trong dinh dưỡng. Ví dụ mình nói chất sắt, mình nghĩ rằng nó là một thứ kim loại, cái kim loại. Mình hiểu như vậy thì nó không có lý gì mà trong cái cơ thể con người đây, ở trong hồng quý cộng chúng ta có kim loại bao giờ. Mình không có nói như vậy, nhưng mà chất sắt ở đây đó thì chúng ta hiểu là một cái mineral và một cái khoáng chất, mà cái khoáng chất đó nó giúp cho cái protein ở trong cái hồng quý cầu của chúng ta nó chuyển tải đến cái chất liệu cần thiết cho những cái bắp thịt, những cái cơ thịt của chúng ta. Và như vì vậy đó là cái chất sắt luôn luôn rất là cần để cho cơ thể. Ví dụ chúng ta cần ăn broccoli hay là chúng ta cần ăn rau muống chẳng hạn thì cần chất sắt. Như vậy khi mà chúng ta sắt iron ở trong cái dinh dưỡng nó rất là khác với chất sắt sắt thép mà chúng ta nói kim loại trong đời sống hàng ngày, khác lắm. Vì vậy trong cái thế giới nó có nhiều thứ mà chúng ta phải để ý. Và khi mà mình ngồi mình nói chuyện với một người nói về dinh dưỡng đó, họ nói về chất vôi, chất sắt vân vân, thì chúng ta không nên lấy cái mà chúng ta thường nghe thường biết để chúng ta hiểu, mà chúng ta phải đem tâm trí vào để nghe thì nó nói gì. Thì ngày hôm nay đó là Thượng Tọa Từ Siêu giảng về diễn trình tâm thức. Diễn trình tâm thức thì bước đầu là chúng ta nói về diễn trình tâm qua ngũ môn, qua mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân cảm xúc, tức là qua ngũ quan của chúng ta. Thì thưa quý vị, trước nhất đó, khi mà chúng ta học về diễn trình tâm á, thì chúng ta nên hiểu một số cái nguyên lý căn bản, và những nguyên lý này luôn luôn là phải được người học tự nhắc nhở. Cái nguyên lý đầu tiên là chúng ta luôn luôn sống hiện hữu với một dòng tâm thức, và dòng tâm thức luôn luôn hiện hữu. Cái dòng tâm thức luôn luôn hiện hữu đó, nó là một cái gì tương đối rất là khó hiểu. Thí dụ như là ở trong tiếng Anh đó, người ta có chữ consciousness. Consciousness để chỉ cho tâm. Nhưng mà khi nào mình bất tỉnh
hay là mình đi rơi vào tình trạng gọi là unconsciousness. Thì unconsciousness được dịch là vô thức. Dạ, vô thức hay là lúc đó chúng ta không có tâm, nhưng kia không phải như vậy. Chúng ta luôn luôn có tâm, dòng tâm thức luôn luôn có mặt. Nhưng mà cái dòng tâm thức tồn tại trong giấc ngủ, dòng tâm thức tồn tại trong chiêm bao, dòng tâm thức tồn tại lúc chúng ta bị xỉu, và dòng tâm thức tồn tại lúc mà chúng ta đang nghe pháp, đang thảo luận ở tại đây đó, thì nó tồn tại với nhiều cái dạng thức khác nhau, và nhiều khi chúng ta rất là khó tưởng tượng. Dạ, chúng ta khó tưởng tượng. Và trong trong văn chương, trong ngôn ngữ Trung Hoa đó, họ có chữ là bất giác. Dạ, bất giác. Bất giác nó cũng đồng nghĩa chắc là vô thức. Dạ, bất giác là vô thức. Thì khi mà chúng ta nghe chữ bất giác hay là vô thức ấy, thì cảm tưởng như là lúc mà không có tâm. Dạ, làm thì làm một cách máy móc, phản ứng gọi là phản xạ tự nhiên, không có tâm, nhưng mà kỳ thực lúc đó vẫn có tâm. Và rất là thú vị là theo trong Phật học, trong Thắng Pháp á, thì để cho cái dòng tâm thức nó ngưng lại, không có sanh khởi đó, thì nó chỉ có ba trường hợp thôi. Ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là chúng ta tu tập chứng tứ thiền hay là ngũ thiền. Dạ, chúng ta chứng ngũ thiền. Và do chứng đến cái trình độ mà chúng ta không có còn muốn, và dòng tâm thức sanh khởi, thì bằng cái năng lực của tâm quy định đó, bằng cái năng lực tâm quy định ngũ thiền đó, chúng ta có thể sanh về cõi Asanya, tức là cõi vô tưởng. Và cõi vô tưởng này chỉ cái mạng căn của chúng ta chỉ tồn tại qua sắc pháp mà không có tâm thức, kéo dài nhiều đại kiếp. Nhưng mà để làm được chuyện này đó, nó đòi hỏi cái năng lực của tâm quy định rất là cao, và cao nhất của nếu theo trong kinh tạng gọi là tứ thiền, trong Thắng Pháp gọi là ngũ thiền đó. Và một cái chuyện thứ hai mà chúng ta có thể ngăn được cái dòng chảy của tâm thức đó, đó là một vị nhập diệt thọ tưởng định, tức là vị đó là cái tâm thuật rất là còn việc hơn là vị trời phẩm thiên vô tưởng, tức là vị này phải là vị A-na-hàm hay A-la-hán. Và vị này phải có cái thiền chứng gọi là cao nhất trong tất cả thiền chứng, là thiền phi tưởng, phi tưởng. Thì ví dụ nghe là Đức Phật hay là các đệ tử Phật như là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất gia hạn nhập diệt thọ tưởng định trong 7 ngày. Thì với một cái người bình thường mà nghe nói nhập thiền thôi. Nhưng mà với một người mà hiểu Thắng Pháp và hiểu về Phật học thì biết rằng con người mà một chúng sanh ở đời mà có khả năng để cái dòng tâm thức đang chảy mà ngăn lại đó, thì nó không phải là chuyện dễ dàng. Dạ, không phải dễ dàng. Và cái trường hợp thứ ba đó, đó là một vị A-la-hán hoàn toàn, mà vị đó viên tịch Niết Bàn. Dạ, vị đó có thể trong giờ phút cuối cùng thì vị đó không có để cho tâm thức sanh diệt nữa. Nó sanh rồi diệt nữa. Thành ra về trường hợp này thì nó còn bất khả tư nghi nhiều người trong chúng ta. Thì chúng tôi nói như vậy là khi mà mình học về tâm trong đạo Phật thì chúng ta có thể hiểu giống như là mình đi tắm đó, mà có một dòng sông cuộn chảy, mà chúng ta dùng cái đôi tay nhỏ bé của mình nói là đừng chảy nữa, thì đó là chuyện impossible, chuyện đó là chuyện là bất khả, một điều không thể làm được. Làm sao với đôi bàn tay nhỏ bé của mình có thể ngăn cái dòng chảy của dòng sông được, phải không? Hay là giống như Nhã Ca từng nghĩ rằng khi về tay nhỏ che trời rét, trời lạnh quá mình lấy cái tay mình ráng mình ôm vào trong người giảm, nhưng mà cái bàn tay mình quá nhỏ để che trời rét được. Nhưng mà cái tay nhỏ mà che trời rét nó còn dễ hơn, nó còn dễ hình dung hơn là cái khả năng mà làm ngưng tâm của mình. Thật ra chứng nhất là khi mà chúng ta học Thắng Pháp rồi thì chúng ta phải hiểu một điều rằng dòng tâm thức nó có một cái lực mà sau này chúng ta học về Bát Chánh Đạo á, cái lực đó là sát na nó sanh rồi nó diệt, nhưng mà nó diệt rồi đó do cái quy lực của tâm thức, do cái của nghiệp,
do nhiều yếu tố thì nó tiếp tục hãy nói sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt. Nó gọi là một cái dòng liên tục. Liên tục tức là nó một liên tục hay tái tục như vậy sanh diệt á, và cái dòng chảy đó nó không có ngừng. Thành ra trước nhất tất cả những người học Thánh Pháp á, đều phải hiểu rằng rất là hãn hữu, rất là cao siêu, rất là trường hợp hiếm có để một chúng sanh có thể ngăn chặn dòng tâm thức. Và những cái cách nói trong đời sống hàng ngày như là bất giác hay là vô thức hay là bất tỉnh hay là trường hợp mà chúng ta vô tâm, thì những cái chữ đó chúng ta chúng ta nói cho có nói, và dạ, chúng ta nói có nói, chứ dòng tâm thức luôn 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 chạy. Chúng tôi nhớ là chúng tôi có một lần đi chung xe với một số quý thầy, và có một vị thầy Bắc Tông, thầy cũng học ở Vạn Hạnh ra, và thầy cũng có viết một vài quyển sách. Và thầy lên trên xe đó thì có quý hòa thượng của quý thầy ở đó, nhưng mà thầy rất là hăng hái, và thầy rất là hăng hái để thầy nói về một cái câu thơ gọi là đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền. Và đối cảnh vô tâm bị đau mà đọc về thơ thiền để Lý Trần thì quý vị nghe câu rất phổ thông. Mình nghe nói đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền là khi mà đối cảnh mà không có tâm á, thì mình không cần phải không phải học đạo thêm, không phải hỏi thiền là gì đó. Thì thầy nói nguyên thuyên như vậy. Nhưng mà thật ra chúng tôi phải thưa như vậy là đã đối cảnh đó thì không thể gọi là vô tâm được. Khi không có tâm sao có gọi là đối cảnh được. Cảnh đó, gọi là cảnh thì nó phải có tâm. Nhưng mà trong cái quy luật tự nhiên của cuộc sống đó là dòng tâm thức của chúng ta không thể chặn được. Dạ, không thể chặn đứng. Hồi nãy chúng tôi nói với việc chỉ có ba trường hợp đó, do cái thiền chứng rất là cao của ngũ thiền hay là tứ thiền đó mà phát nguyện sanh vào cõi vô tưởng là một trường hợp đặc biệt. Cao hơn nữa là một cái vị mà có khả năng nhập diệt thời tưởng định là vị đó là A-na-hàm hay A-la-hán và có thiền phi tưởng phi tưởng. Và một vị nữa là những vị ứng cúng A-la-hán hoàn toàn mà trong lúc viên tịch Niết Bàn có thể chấm dứt cái dòng chảy của tâm thức. Ngoài ra, ngay cả lúc chúng ta bất tỉnh, gọi là bất tỉnh nhân sự, tức là chúng ta bất tỉnh mình danh từ ngoài ta gọi là xỉu, bị xỉu giống như mình không biết trời đất gì hết á, hay là một người bị coma thì vẫn có tâm thức, và một người đang ngủ cũng có tâm thức, và nằm chim bao cũng có tâm thức rồi, nhưng mà đang ngủ rất là sâu, ngủ rất sai thì vẫn. Thì chúng tôi nói điều này đó để nói thêm một điểm nữa, đó là cái tâm thức mà theo Thắng Pháp á, Thảo Phi Thâm thì nói rất là rõ rằng chúng ta có hai cái loại tâm thức. Mà ở đây quý vị thường nghe các vị tăng mà như từ tội từ siêu hay chư tăng dùng cái chữ là tâm chủ quan và tâm khách quan á. Thành ra chúng tôi không bao giờ xài chủ quan và khách quan, tại vì cái chủ quan và khách quan mà trong tiếng Việt của chúng ta đó thì giống như trong anh chủ anh tôi là subjective hay là objective, thì cái tâm khách quan á là tâm trung thực, còn tâm chủ quan á thì là cái gì đó mà nó không có được trung thực bởi vì nó dựa trên cái chủ kiến của mình. Thì cái chữ chủ quan khách quan ngoài đời á, chúng tôi cũng không hiểu tại sao ngài Tịnh Sử ngày xưa ngài nói như vậy, sau này các vị dùng cái chữ chủ quan khách quan. Cái chữ chủ quan khách quan rất là dễ bị hiểu sai, chúng tôi không có xài đó, mà chúng tôi xài là tiềm thức và hoạt thức. Dạ, ở đây á, dù là tiềm thức hay hoạt thức gì đó thì nó cũng đều mang cái tính cách là chủ quan khách quan. Chúng tôi sẽ nói chuyện sau về việc đó. Nhưng mà khi mà chúng ta nói biết cái tiềm thức á, tức là nó cũng biết, nhưng mà cái biết nó đặc biệt, nó rất là mùi lược, nó chỉ là một cái gọi là trạng lại và trạng lại. Thí dụ như là ở trong cuộc sống của chúng ta, những cái gì mà chúng ta gọi là thân quen, những gì mà chúng ta cảm thấy bình thường, như thí dụ buổi sáng chúng tôi trụ trì mở cửa ra ngoài sân, mà chúng tôi không có để ý nhiều ngoài những cái bất thường đó, là tại vì
những cái xảy ra xung quanh chúng tôi, từ cái khi đóa hoa nở, từ cái pho tượng Phật, từ sân chùa, từ con chó, nó vốn đã quá quen thuộc rồi. Quen thuộc thành ra những thứ đó nó chặn lại, chúng tôi thấy đó là một thế giới thân quen, và giới thân quen không suy nghĩ nhiều, cho đến khi có một người khách hay có một cái gì lạ nó xuất hiện thì giữa cái rất là thân quen và giữa cái lạ đó, thì chúng ta nói ở đây là cái gọi là tiềm thức đó, nó chỉ là một sự chặn lại. Chặn lại cái gì? Cái tâm tiềm thức đó, thật ra cái cảnh nó giống y hệt như cái tâm tục sinh, làm tái tục đầu tiên kiếp sống. Cái tâm tử qua tâm tục sinh đó, thì chúng ta sẽ học sau này trong những trình tâm thức. Nhưng mà cái tâm tục sinh là cái tâm khởi đầu của một kiếp sống. Và cái cảnh của tâm tục sinh đó, nó được lặp lại đối với tâm gọi là tiềm thức. Thì tiềm thức này đó, có hai cái chữ dịch mà vị nào đã từng học thắng pháp trước kia học rất là quen đó. Một đó là cái chữ gọi là hộ kiếp. Hộ kiếp là cái chữ dịch của Ngài Tân Sự. Chữ hộ kiếp là gìn giữ kiếp sống. Nhưng mà thật ra cái tâm hộ kiếp này đó, nó là cái biểu tỏ của cái gọi là trì nghiệp. Trì nghiệp tức là cái sự chi phối của nghiệp lực để chúng ta tồn tại trong một cảnh giới, trong một cái thân mạng, trong chúng sanh. Thí dụ như là chúng ta sanh ra đời, thì cả cái cuộc sống của chúng ta đó, nó có bị chi phối với nghiệp quá khứ. Chúng ta sanh ra là người nam, là người nữ, là người Việt Nam, là da trắng, da đen, da vàng, nghiệp lực thế này kia. Và cái khởi đầu đó, gọi là sanh nghiệp. Nhưng mà sanh nghiệp đó phải có trì nghiệp nó mới tiếp tục được. Cái trì nghiệp đó là nó tiếp tục nó giữ chúng ta thân mạng đó. Ví dụ như là quý vị thấy có những người mà họ bị tra tấn rất là gọi là bạo hành đủ cách hết, nhưng mà họ không chết. Tại vì sao vậy? Tại vì cái trì nghiệp họ còn. Thật ra ngay cả chúng sanh trong địa ngục thì sanh ra rồi, nhưng mà do cái trì nghiệp thì đó, cái họ không thể mạng căn của họ bị chấm dứt được, họ phải tiếp tục sống để thọ nhận cái hình phạt trong địa ngục. Thật ra trong cuộc sống ở ngoài cái sanh nghiệp thì chúng ta có cái trì nghiệp. Và cái vai trò của trì nghiệp đó nó khiến cho các cái tâm sáu quan gác và cái tiềm thức này nó phải tồn tại. Sự tồn tại của tiềm thức là một cái sự biểu tỏ của cái trì nghiệp, nó biểu tỏ của cái sự tiếp tục gìn giữ kiếp sống này ở trong trạng thái đó. Do đó ngày tại sự dịch là hộ kiếp. Và khi nào mà thí dụ như là cái nghiệp của chúng ta, nghiệp ác nó nhẹ đi, nó không còn nữa, thì cái kiếp sống chấm dứt. Hay là chúng ta hết phước trong nghiệp thiện thì nghiệp thiện nó chấm dứt. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói rằng một người sinh ra là trong gia đình thành một vị hoàng tử, thì cuộc sống được chăm sóc, được nuông chiều, nhưng mà cái kỳ nghiệp đó không bao lâu. Thành ra tuy sinh ra cuộc sống được sống trong nhung lụa, được chăm sóc rất là tốt, nhưng mà chỉ sống 3 tuổi, 5 tuổi rồi chết. Thì lúc đó cái kỳ nghiệp nó hết. Thì cái kỳ nghiệp hết như vậy thì kiếp sống chấm dứt. Thành ra cái vai trò của tâm hộ kiếp đó, và tâm tục sinh đó, nó là một cái biểu hiện của cái dòng nghiệp lực khởi đầu một kiếp sống mới. Nhưng mà sau cái sanh nghiệp đó, nó có cái trì nghiệp. Cái trì nghiệp thì là phá quan gá, do đó ngày tại sự gọi là tâm hộ kiếp. Nhưng mà trong cái chữ chuyên môn của Phật học đó thì gọi là phá quan gá. Phá quá ở đây là chỉ cho sự hiện hữu, sự tồn tại. Ăn gá là chi Phật. Dạ, ăn gá là chi Phật. Vì phá quan gá đó là dịch là hữu phần, có nghĩa là cái thành tố tiêu biểu cho sự tồn tại của kiếp sống này, gọi là hữu phần. Chữ này quý vị nghe lạ lắm. Chữ hữu phần là chữ dịch gọi là dịch sát nghĩa với chữ phá quan gá. Thật ra từ đầu từ siêu ở đây tôi chọn cái chữ hữu phần. Thật ra cái chữ hữu phần không phải chữ của thiền tịnh sư dịch. Hữu phần là chữ của các dịch giả Trung Hoa dịch, và Hòa Thượng Minh Châu đã chọn khi Hòa Thượng dịch chữ phá quan gá. Ngài Tịnh Sự thì ngài lúc còn sinh tiền, ngài không có dùng chữ phá quan gá là hữu phần, ngài dịch là hộ kiếp. Cái này quý vị nhớ. Và chúng tôi chọn chữ tiềm thức. Tại sao chúng tôi chọn tiềm thức? Tức là đây cũng là một thứ tâm thức. Nhưng mà bởi vì tâm thức này nó chỉ biết cảnh trạng lại của tâm tục sinh. Do đó nó dùng cái chữ gọi là nó muội lược. Nó không có nổi trội, mà nó luôn luôn giống nhau. Thì cái sự muội lược đó
nó có tính cách là tiềm tàng. Bây giờ chúng ta hiểu cái tâm tiềm thức nó như vậy là ví dụ như quý vị hiểu trong một gia đình, một gia đình mà vốn là có cái truyền thống về văn học nghệ thuật, tức là cha mẹ là nghệ sĩ hay cha mẹ đó là ca sĩ, tài tử, điện ảnh v.v. thì cái truyền thống nghệ thuật đó nó bàn bạc. Giờ chúng ta dùng cái chữ bàn bạc ở trong con cái lớn lên đó thì luôn luôn là nghĩ đến cái gì mà gọi là cái cao siêu, cái nghĩ đến cái lý tưởng hay những điều cao cả đó là làm sao mà trở thành một entertainer nổi danh và một nghệ sĩ nổi tiếng v.v. thì cái máu nghệ thuật đó, nó bàn bạc ở trong người đó. Và hay là chúng tôi thấy có nhiều gia đình đó là nặng về khoa bảng thì cái tinh thần khoa bảng nó bàn bạc trong con cái. Có những gia đình mà theo đuổi về kinh doanh đó, buôn bán đó, thì cái hướng mà cái kinh doanh nó bàn bạc trong đời sống. Chúng tôi dùng cái chữ bàn bạc này trong cuộc sống đó, và quý vị nhớ cái chữ bàn bạc ở đây chúng tôi muốn dùng cho cái chữ gọi là tiềm tàng gọi là hộ kiếp, gọi là tiềm thức. Nó cũng biết cảnh đó, nhưng mà cái biết cảnh đó nó bàn bạc. Ví dụ bây giờ quý vị bước vào trong ngay ngôi nhà, quý vị thấy vợ chồng có 5-7 đứa con, thì bây giờ bảo rằng cái máu nghệ sĩ nằm ở đâu, cái máu kinh doanh nằm ở đâu, cái máu khoa bảng nằm ở đâu, chúng tôi không có chỉ ra được. Nhưng mà có sống, có tiếp xúc lâu ngày mới thấy rằng mấy đứa con này tuy rằng nó 7-8 tuổi nhưng mà nó thích học piano, nó thích luyện thanh, nó thích học hát. Có đứa nhỏ này nó mới lớn lên, nó đã muốn mở nhà hàng, nó mở mở các cơ sở thương mại. Có đứa này lớn lên nó nghĩ đến chuyện là thi làm ông tú, thi ra tiến sĩ, thi ra cử nhân, thạc sĩ v.v. Thì cái máu khoa bảng hay là máu thương mại hay là máu nghệ thuật đó, nó không thể nào mình mua trong nhà mình lôi ra mình chỉ ngay chỗ đó được. Nhưng mà có tiếp xúc lâu thì mình thấy rằng những cái đó nó có bàn bạc ở trong cái máu của nó. Thì cái sự bàn bạc đó giống như cái vai trò của tiềm thức. Mà cái biết của tiềm thức đó, nó rất là khác với cái biết của hoạt thức. Cái biết hoạt thức đó, là cái gì mà nổi bật, cái gì mà chúng ta rất là dễ nhận dạng ra, tại vì nó hiện khởi bên ngoài. Thật ra đó, thì cái gọi là tiềm thức đó, nó tạo nên cái tư chất, nó tạo nên cái cá tính, gọi là personality của chúng ta. Personality, cái cá tính của chúng ta. Ví dụ như bây giờ người sinh ra bằng cái tâm, tục sinh thọ hỷ, thì cái tiềm thức cũng là thọ hỷ. Và trong đời sống hàng ngày ấy, chúng ta thấy người đó tính tình tương đối là vui vẻ, tương đối là tươi nhuận, tương đối là phấn khích. Còn cái người sinh bằng cái tâm tục sinh thọ xả và tiềm thức của thọ xả thì người đó thường là điềm đạm, hay bình thản, không có sôi nổi giống như người sanh thọ hỷ. Thành ra cái tiềm thức nó đóng vai trò của personality, hay là cái người mà sanh bằng cái tâm mà gọi là tâm vô trợ thì họ nhậm lẹ, họ nhanh nhẩu. Còn người sanh bằng tâm hữu trợ thì và cái tiềm thức mà hữu trợ thì tương đối là họ chậm rãi trong cuộc sống, chứ họ không có mau mắn. Những cái cá tính đó mới gặp thì chúng ta không có thấy được đâu, nhưng mà lâu ngày thì chúng ta thấy. Cũng ăn, cũng uống, cũng đi, cũng đứng, cũng sinh hoạt, cũng đi học, nhưng mà ở lâu thì chúng ta cảm nhận là cái tâm thái của người mà có cái tư chất thông minh nó khác với người không thông minh. Cái người có tư chất điềm đạm nó khác với cái người cái tâm trí tươi nhuận phấn khích. Cái tâm trí của người nhậm lẹ mau mắn nó khác với cái người chậm chạp hoãn đãi. Thì về điểm này đó là cái ảnh hưởng của tiềm thức. Và cái tiềm thức đó như chúng tôi nói, đó là một cái biểu hiện của trì nghiệp. Biểu hiện trì nghiệp nó duy trì kiếp sống, duy trì kiếp sống với chúng ta. Và khi nào có cảnh hiện ra hay là có lý do này lý do khác thì có những cái tâm mới sanh ra đó. Thì tâm mới này chúng ta gọi là hoạt thức. Mà hoạt thức là cái gì mà chúng ta đang học trong đề tài ngày hôm nay, tức là học về diễn trình tâm thức, nó thuộc về hoạt thức. Hoạt thức giống như chúng ta dùng chữ hoạt Phật gọi là Phật sống. Hoạt thức là cái dòng tâm thức mới sanh ra
nó tượng trưng sự sống động, nó đối lập lại với cái ý nghĩa mà chúng ta gọi là bàn bạc, gọi là tiềm thức, dạ, tiềm thức ở tâm thức bàn bạc. Cái này là cái mà chúng ta cần bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước qua một cái ý niệm khác mà chúng tôi muốn các vị nên lưu ý, đó là chúng ta hình dung như vậy: ở trong một cái tích tắc mà ngài trên sự ngài từ sự ngài dùng cái chữ là một khẩy móng tay, một khẩy móng tay là cũng là một cái ngôn ngữ dịch từ trong tiếng Pali mà ra, và khẩy móng tay rất là trong một cái búng tay, không biết quý vị nào có nghe một búng tay không? Một búng tay thường là chúng ta ít cứ xài chữ khẩy móng tay, chúng ta dùng cái chữ là một tích tắc, một tích tắc giống như một cái gì rất là nhanh, một cái rất nhỏ. Thì tâm sanh diệt triệu triệu sát na, triệu triệu sát na không phải là một con số mơ hồ, mà chúng ta có thể nói rằng nó đưa ra một con số rất là lớn, rất là nhiều. Thì nó tương tự như khi mà chúng ta đề cập đến những cái processor, những cái chip processor đó, tức là chúng ta biết là trong điện toán á, thì người ta xài mã nhị phân là 0 với 1 hay là on. Nhưng mà khi mà chúng ta nói 0 với 1 á, trong mã nhị phân á, thì để cái process cái data đó thì ở trong một tích tắc một khoảng tay thôi, thì những cái chip tùy theo, ví dụ như chúng ta nói về cái chip Intel thế hệ bây giờ có thể tích tắc một khoảng tay nó sẽ process cả 10 triệu cái data. Thì chúng ta rất là khó tưởng tượng là bao nhiêu cái hàng triệu cái data như vậy đó mà làm sao nó process trong một giây được. Thì chúng tôi lấy một cái ví dụ để quý vị xem là trên phương diện kỹ thuật số á, chúng ta đưa cái máy chụp ảnh hay là đưa cái phone mình lên, mình chụp một tấm hình, mình bấm một cái thì cái bấm của chúng ta rất là nhanh, phải không quý vị? Bấm cái thôi, nhưng mà nó có thể ghi huyết nguyên cả một cái hình, cái màu sắc đường nét này nọ đem vào trong máy, giữ lại trong máy. Thì thật ra điều đó là điều hoàn toàn khó tưởng tượng đó. Làm thế nào đó mà ở cái khoảnh khắc rất là nhanh mà nó có thể nếu mà chúng ta gọi là dùng cái chữ là chúng ta gọi là vẽ ra và lưu lại, và có thể lưu lại nguyên cả tấm hình đó vào trong máy. Nhưng mà ở cái này nó gọi là một tích tắc. Một tích tắc thì nó có thể capture nguyên cả một cái hình ảnh rộng ở bên ngoài đem vào trong máy giữ lại. Thì nếu trên phương diện mà gọi là process, mấy cái process thì nó là một trình tự dài lắm, chúng ta không có nói được. Nó phải xử lý cả hàng triệu triệu data để có thể giữ một tấm hình mà quý vị thấy ở trong iPhone, chúng ta thấy như vậy. Thì cái hình mà chúng ta chụp vào trong máy phone đó, nó chỉ là một cái dạng thể vật lý, nó tương đối là không có tế nhị như tâm. Tâm rất là nhanh. Ví dụ mình vừa thấy một cái giọt mưa rơi xuống, tự nhiên mình mang mình nhớ một kỷ niệm cũ, mà cái tâm hồn mình nó rơi vào cái sự thổn thức, rơi vào sự lãng mạn, hay rơi vào một cái kỷ niệm buồn nào đó. Thì thật ra cái giọt mưa đập vào trong mắt và nó khiến cho chúng ta gợi lên một cái tâm cảm như vậy đó, nó mau lắm, mau vô cùng. Đôi khi chúng ta không có kịp nói bằng lời nữa, khi mà chúng ta diễn tả thành một câu thơ, một án văn, cái gì đó, thì quý vị cảm thấy rằng nó còn nói dài dòng, nhưng cái tâm của chúng ta rất là nhanh. Tại vì sao như vậy? Trong một sát na, tâm sanh diệt, trong một khẩy móng tay, trong một tích tắc, trong một búng tay, tâm sanh diệt triệu triệu cái, triệu triệu. Và trong triệu triệu sát na đó, bây giờ chúng ta ví dụ thôi. Chúng ta ví dụ chứ nó không có thật. Ví dụ là chúng ta cứ chia mỗi một diễn trình tâm là có 17 sát na. 17 sát na. Thì thưa quý vị, nó cũng là cả hàng bao nhiêu triệu diễn trình tâm. Bao nhiêu triệu diễn trình tâm. Thường thường á, tâm không phải lúc nào sinh diễn 17 sát na. Có tâm về lỗ ý môn ngắn hơn, lỗ này kia ngắn hơn, cảnh ấn tượng mạnh, ấn tượng yếu, ấn tượng rất yếu, vân vân, thì nó ít hơn. Không phải cái nào mà chúng ta cho 17 sát na là dài nhất. Vậy đó, là có rất là nhiều diễn trình tâm thức, và
rất là nhiều quá trình tâm thức xảy ra trong một cái khoảnh khắc rất là ngắn ngủi. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đó là chúng ta nhớ là không phải chỉ có hoạt thức mà có một hoạt thức xen lẫn với nhau. Luôn luôn nhất định như vậy. Cái này là cái mình học mình phải nhớ là hoạt thức sanh khởi rồi nó trả lại cho tiềm thức, tiềm thức sanh khởi rồi nó cho hoạt thức sanh khởi. Thì như vậy không phải lúc chúng ta ngủ hay trong lúc phải lúc chúng ta bất tỉnh hay là phải trong lúc chúng ta rơi vào một trạng thái đặc biệt nào đó thì tiềm thức mới sanh khởi, mà ngay trong cuộc sống hàng ngày như là chúng tôi đang nói chuyện với quý vị đây thì luôn luôn có một sự pha lẫn giữa giữa tiềm thức và hoạt thức. Cái này là cái chúng tôi muốn nhắc tất cả quý vị phải nhớ, tại vì nếu chúng ta không khéo thì chúng ta nghĩ rằng chỉ khi nào mình ngủ mới có hoạt thức, mình ngủ mới có tiềm thức sanh khởi, hay là mình bất tỉnh mới có tiềm thức sanh khởi. Không phải như vậy. Trong đời sống hiện tại ngay bây giờ thì nó luôn luôn có sự trộn lẫn, bởi vì cái tiềm thức nó làm trái độ, nó phân biệt giữa cái này qua cái khác. Bây giờ đó thì thứ gì chúng tôi nói, muốn nói đến một khía cạnh khác, tại vì không có nhiều thời giờ, đó là ở trong thi ca và trong văn hóa đó thì đôi khi chúng ta nói đến cảnh thực và mộng. Thực là cái gì có thực sự xảy ra, mộng là cái gì chúng ta dệt vào. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn thấy những giọt mưa rơi xuống, người ta cho rằng mưa đó là thật, và cái cảm giác nhớ nhung, cảm giác lãng mạn đó là mộng. Dạ. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình bỏ đi đừng để dùng chữ thực và mộng đó. Cũng như thi sĩ Tản Đà biết câu biết ai là tỉnh, biết ai sai đó, thì cái chữ sai và tỉnh đó chúng ta cũng không nói tại đây. Mà ở trong Thắng Pháp chúng ta nói đến hai cảnh gọi là cảnh chân đế và cảnh thi thiết. Dạ. Cảnh chân đế là cảnh thi thiết. Chân đế là gì và thi thiết là gì? Chân đế là cái gì thực sự xảy ra. Ví dụ như cảnh sắc đối với con mắt. Con mắt thì luôn luôn phải biết cảnh sắc. Và cảnh sắc đó là sáng, tối, đậm, nhạt, xanh, vàng, đỏ, trắng, trục tung, trục phần, đường ngang, đường thẳng, đường cong, những cái đường nét thực kỹ hàng học chẳng hạn. Thì những cái đó khi đập vào mắt chúng ta, những cái cảnh đó hoàn toàn thật. Cảnh của thị giác, của thính giác, của khứu giác, của vị giác, của xúc giác, nó là thật, chứ nó không phải là mộng. Dạ. Khi mà những cái cảnh đó nó đi qua các cái căn là con mắt, tai, mũi, lưỡi thật, là cảnh đó cảnh thật. Và bên cạnh cảnh thật đó thì nó có một cái cảnh khác gọi là cảnh thi thiết. Dạ. Thi thiết đó là gọi là chế định. Thi thiết là thi thiết có nghĩa là một cái khái niệm dựa trên cái cảnh thật chẳng hạn. Và đôi khi khái niệm nó chỉ là khái niệm. Dạ, khái niệm cảnh. Ví dụ như là trong bốn thiền vô sắc á, thì cái quan tâm là gọi là tâm không vô biên và tâm vô sở hữu á, nó là thi thiết. Tại vì cho rằng hư không là vô cùng tận, hay là không có gì hoàn toàn, không có gì hết, là cái đó là. Nhưng mà thức vô biên là nó là cảnh chân đế. Tại vì sao? Thức vô biên nhìn lại không vô biên, thấy rằng, bảo rằng hư không là vô biên, nhưng mà hư không còn bị tâm thức biết, thì như vậy thức mới là vô biên. Thì thức vô biên nó dựa trên cái nhìn đối với không vô biên. Và phi tưởng, phi tưởng là nói rằng có tưởng cũng phải mà chẳng phải không có tưởng cũng phải, gọi là phi tưởng. Gọi là không có tưởng cũng phải là không không có tưởng, tại vì nó khó, tức là khó, gọi là có tâm hay không không có tâm thì điều đó là do nhìn lại cái thức, nhìn lại cái gọi là vô sở hữu. Dạ. Thì việc này chúng ta học về 21 cảnh, chúng ta có học rồi hôm trước, mà chúng tôi không biết là thiền tọa từ siêu giảng nhanh quá, thì 21 cảnh, cảnh chân đế, cảnh tục đế. Thì luôn luôn trong cuộc sống của chúng ta đó, nó có cảnh thực và nó có cảnh khái niệm, cảnh thi thiết. Lấy một ví dụ là cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc, hay là những cảnh trực tiếp của thị giác, khứu giác, vị giác, vị giác, xúc giác đó, thì đó là cảnh thực. Nhưng mà dựa trên cảnh thực đó, đó mà chúng ta gọi nó là đẹp, là xấu,
là cao siêu hay là tầm thường hay thế này thế kia, thì cái đẹp cái xấu nó là thi thiết. À, mình nói như vậy có nhiều người cãi rằng nó đẹp là đẹp, xấu là xấu, tại sao nó là thi thiết. Thì chúng ta tạm dùng một cái ví dụ giống như Trạng Quỳnh mà đãi chú Trịnh bằng một bữa cơm rất là thanh đạm, lấy đá mà nấu hoài nó không có nhừ, rồi cứ đem rau ra chấm tương. Nhưng mà rau chấm tương á, một là đang đói, và thứ hai nữa là chú Trịnh, chúa thì ăn ở trong phủ á, thì ăn toàn là cao lương mỹ vị lô, được ăn ăn đạm bạc bữa thì nó ngon. Nhưng mà rồi rồi thưa quý vị, cái chuyện mà ăn rau luộc chấm với tương á, thì cái vị mà rau luộc vị chấm tương cái đó là một thực tế. Nhưng bảo rằng đó là nó ngon hay không ngon á, thì nó là do cái sự so sánh, do sự đối đãi, do cái khái niệm. Dạ. Cũng thời cái đó mà có lúc nào đối với chúng ta rất là đẹp, ví dụ một cái kiểu tóc rất là đẹp, một cái kiểu quần áo rất là đẹp. Hồi chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi nhớ có một chuyện rất là tức cười là có một người, chắc bây giờ thì ít có, nhưng mà có thời gian ở Việt Nam người ta gọi là họ may đồ là bó sát con người. Dạ, bó sát, nhìn con người giống con nhái về ôm sát con người. Rồi có thời gian họ lại may buồn ống loa, tức là rộng phùng phình ta. Nhưng mà có lúc họ cho rằng cái bó sát rất là đẹp, có lúc họ cho rằng ống loa là đẹp. Nhưng mà cái bó sát hay là ống loa đẹp hay xấu, cái đó là khái niệm. Dạ, chúng ta nhớ đó là khái niệm, chứ không phải là thực tại. Và cái khái niệm đó nó không phải là mộng, mà khái niệm đó là thi thiết. Dạ, khái niệm là sự thi thiết, là sự đặt bài quy ước ở trong một cái thời đó, ở trong một cái trào lưu đó, ở trong một cái khoảng thời gian đó đó, người ta cho rằng đẹp nó là cái mốt, đó là thời trang, thì mọi thứ là đẹp. Nhưng mà bây giờ thời gian khác, bây giờ mình mặc, ví dụ như thời bây giờ chúng tôi sống Mỹ, không ai mặc quần ống loa hết. Bây giờ mình mặc ra ngoài người ta không thấy là đẹp mà thấy là kỳ, thì như vậy đó là sự thi thiết. Ta nên nhớ, chúng ta nhớ như vậy là trong một cái diễn trình tâm thức, và một diễn trình tâm thức á, thì có những cái như là tiềm thức dao động, tiềm thức chuyển dịch, tiềm thức hay là khai ngũ môn, khai ý môn, hoặc giả là ngũ sông thức, rồi tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định, rồi tới tâm xử lý, vân vân. Thì những cái chặng này, và đi qua những phần này, và những chặng này đó, thì có chặng là cảnh chân đề, như là ngũ sông thức, là sẵn đế. Có những chặng đó còn thi thiết. Thành ra hồi nãy cái phần trước ấy, chúng tôi cũng nói rằng tiềm thức và hoạt thức xen kẽ trộn lẫn. Thì đối với một diễn trình tâm thức ấy, thì cái cảnh gọi là cảnh chân đế và cảnh thi thiết nó cũng trộn lẫn với nhau. Dạ, nó trộn lẫn. Cái này là cái mà chúng ta phải để ý. Dạ. Do vậy bình thường mình bàn là giữa mộng và thật, mình bàn ở bên ngoài thôi. Nhưng mà khi đi vào trong này thì nó lại là một ý niệm khác. Dạ. Chúng ta có thể hoàn toàn sống với cảnh thực, và chúng ta có thể hoàn toàn sống với cảnh mộng. Nếu mà quý vị có, chúng tôi không biết là phần giảng 21 cảnh gì rồi quý vị có nhớ không, nhưng mà những cái khái niệm về chúng sanh, thí dụ như là đàn ông, đàn bà, hay là bà la môn, là sắc đế lị, hay là thiên vương đế thích, thiên chủ đế thích, hay là phạm thiên, đại phạm thiên, vân vân, thì đó nó đều là thi thiết, đều là thi thiết. Và về cái chân đế đó là sắc thọ tưởng, hay là ngoài năm uẩn thì có 12 xứ, 18 giới, vân vân, thì cái đó là chân đế. Thì giữa và cái thực và cái thi thiết đó, nó trộn lẫn. Và có một cái khôi hài là trong lịch sử Phật giáo nhiều khi người ta có những cái tranh luận về đại bi và đại trí. Nhưng mà kỳ thật á, ở đây chúng tôi thưa quý vị rằng đại bi lấy chúng sanh làm đối tượng, không phải chỉ đại bi không, mà tứ vô lượng tâm là lấy chúng sanh làm đối tượng. Và cái cảnh của tứ vô lượng tâm là cảnh thi thiết, và lấy chúng sanh làm đối tượng. Nhưng mà đại trí thì nó gồm cả hai. Có nhiều khi ta nghĩ ngược lại, nhưng mà trí tuệ thì nó có thể là cảnh chân đế và cảnh thi thiết. Nhưng mà người ta thường tách làm hai là bên là đại bi, bên là đại trí. Cái đó thì nó không có giá trị ở trong thắng pháp. Cái này là cái chúng ta phải
chúng ta phải rất là cẩn trọng. Thứ gì mình hết thì giờ rồi, chúng tôi muốn nói nhanh một điểm khác nữa là nếu mình học về một diễn trình tâm thức á, thì nó có cái phần như là ngủ sông thức, rồi cái tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định, rồi sau đó tâm xử lý. Đừng nghĩ rằng ở trong một cái diễn trình tâm như vậy nó đã hoàn chỉnh. Không có. Không có. Chúng tôi lấy ví dụ là chúng tôi đang ngồi nói chuyện với quý vị và chúng tôi nhìn qua cửa sổ có mấy con quạ đang đậu ở hàng rào. Chúng tôi nhìn hình ảnh con quạ mà chúng tôi biết là con quạ đó là nó phải là một sự lặp đi lặp lại của rất nhiều diễn trình tâm. Nó có hàng diễn trình tâm. Cái hình ảnh con quạ đó đem vào mắt, đập vào mắt chúng tôi và chúng tôi cho đó là con quạ đó thì không phải trong một diễn trình tâm mà nó biết được. Mà nó phải có nhiều diễn trình tâm xảy ra và nó lặp đi lại như một cái chu kỳ. Tức là 17 sát na đó đi qua rồi nhường lại cho tiềm thức, 17 sát na đi qua nhường tiềm thức. Thật ra khi quý vị học ở đây đó, chúng tôi tạm ví dụ là khi từ siêu giảng cái bài học hôm nay quý vị học đó, nó giống như là một cái cuốn phim được chiếu rất chậm, rất chậm. Khi biểu chất chậm á, quý vị có thể nhìn thấy từng tấm một cái di chuyển chậm như vậy, nhưng mà trên thực tế đó là tâm thức diễn rất nhanh và nó đòi hỏi có thể hàng triệu diễn trình tâm á để chúng ta có thể xác lập rõ đó. Đó là một con chim màu đen được gọi là con quạ đó là tiếng kêu như vậy, cuộc sống là như vậy, vân vân. Thành ra không có trường hợp là chỉ có một diễn trình tâm thôi là chúng ta biết. Dĩ nhiên là có khi chúng ta nói về lộ tâm đắc đạo hay là đắc thiền ấy, tất cả chỉ trong một cái lộ tâm ngắn ngủi thôi, nhưng đó là trường hợp rất là đặc biệt. Đa phần trong cuộc sống của chúng ta, thưa quý vị, cái diễn trình tâm nó phải sanh rất là nhiều để chúng ta có thể cảm nhận, có thể nhận biết cảnh, có thể xử lý cảnh. Nó xử lý cảnh không phải là chỉ có từ ngũ sông thức đến tâm Chavana hay tâm xử lý là xử lý được đâu, không có như vậy. Mà chúng ta đang nói thế giới vĩ mô nó rất khác với cái cách nói đại loại ở bên ngoài. Chúng ta phải cẩn trọng. Sở dĩ mà chúng tôi thêm một cái phần mà không vui để học ở đây đó là chúng tôi rất là sợ là khi quý Phật tử học vào trong cái bài học đó, rất là chuyên sâu và chúng ta có những cái ngộ nhận. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng khi mà mình nói iron là chất sắt hay là canxi hay calcium là chất vôi, chất sắt chất vôi mà trong dinh dưỡng ở trong cơ thể của chúng ta nó rất khác với chất sắt chất vôi mà chúng ta nói ở ngoài, trình thức ở ngoài, không phải là vôi ăn trầu hay là phải là sắt thép kim loại mà chúng ta làm cái cột sắt hay là sắt đổ bê tông cốt sắt hai chuyện đó khác nhau. Thì thứ gì đã hết giờ rồi, chúng tôi chỉ muốn quý Phật tử như vậy là đôi khi mình học những cái này đó mình phải đặt mình vào trong bối cảnh mới, một cái hiểu mới để chúng ta nhận bài học rất cần thiết để chúng ta phân biệt rõ cái gọi là cách nói vĩ mô và cách nói trên bình diện rộng. Nếu chúng ta không phân biệt điều này, đôi khi chúng ta có những sự nhầm lẫn, và sự nhầm lẫn này lâu ngày nó sẽ khiến cho cái môn học của chúng ta được nhận thức một cách gọi là nửa nạt nửa mở, và điều đó trở nên rất là nguy hiểm. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn Phật Pháp cơ bản. Chúng tôi là cách cho chương trình ngày mai. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý ngài và quý một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.